Dạ mình tên là Chanh, quê quán thường trú thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Anh bao nhiêu tuổi? 51. Thì làm ở công ty. Công ty gì anh? Công ty Yên Trần Phú. Rồi mời chị. Dạ em chào chị Cát Tường. Em tên là Lê Thị Hạ. Ừ, năm nay chị bao nhiêu tuổi? Dạ em 39 tuổi. Em ở Tân Phú. Quê em ở ngoài Nam Định. Mình vào đây lâu chưa? Mình làm công việc gì? Em vào lâu, em vào năm 97. Dạ em làm may, công việc của em là làm may. Là mình may là may công ty, may xí nghiệp hay là may gia đình hay là may đồ cho khách hay như thế nào? Em may đồ thời trang, đi làm cho người ta. À đi làm cho người ta. Thế điểm mạnh, điểm yếu trong công việc của mình là gì? Công việc điểm mạnh của em là tỉ mỉ, cẩn thận, làm việc nhiệt tình. Rồi, điểm yếu của mình là gì? Nhút nhát chứ đánh đồng. Còn anh, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là sống hòa đồng, vui vẻ với mọi người. Nãy giờ em chưa có thấy vui vẻ gì hết trơn, thấy buồn so hả? Không, thì cái lúc mình mới thì mình thấy bình thường, nhưng ấy từ từ mình quen rồi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ quen rồi đó anh, vui vẻ hòa đồng lên anh. Rồi gì nữa nè? Thân thiện. Rồi điểm yếu? Điểm yếu là không biết ca hát. Tật xấu thì không. Về tình duyên thì sao? Anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Thì mình cũng trải qua 2 mối tình. Một mối tình thứ nhất thì có đất, có nhà nhưng mà chưa có hậu khẩu. Thì cô muốn kiểu như mình phải có hậu khẩu. Mối tình thứ hai thì trình độ thì bạn ấy cũng học cao, nhưng mà có cái là ít chia sẻ mà ít quan tâm. Thì anh ấy không thích những cái đó. Cái lúc mà được yêu thì mình không được yêu. Lúc mà muốn yêu rồi thì mình lúc đó lại lớn. Nên ra cũng nó hơi khó. Vậy bây giờ là muốn yêu chưa? Thì bây giờ chắc muốn yêu rồi. Giờ muốn yêu rồi. Thế còn mình tình duyên của mình như thế nào, mình có thể chia sẻ đó cho anh nghe luôn. Dạ em thì em cũng có 2 mối tình. Thứ nhất thì cũng chuẩn bị được tiến đến hôn nhân ấy, nhưng mà qua một thời gian tìm hiểu một hồi không có hợp nhau. Mối tình sau thì cũng có quen vài tháng rồi tìm hiểu rồi xong lại thấy không hợp. Không hợp là không hợp ở chỗ nào? Cụ thể là không hợp cái gì? Em thích cái này thì người kia thích cái khác. Thế mẫu người lý tưởng của chị là như thế nào? Những chị anh đã biết quan tâm, chia sẻ, quan tâm với gia đình hai bên. Ừ. Có cái vóc dáng, cái cơ thể gì đó, mình có cái mẫu lý tưởng của mình không? Vóc dáng thì chỉ cần nhìn đàn ông xíu được rồi. Có điều gì em không thích ở người đàn ông? Vô tâm. Còn anh, mẫu người lý tưởng của anh là như thế nào? Mẫu người lý tưởng của mình phải biết quan tâm và chia sẻ, biết đối nhân xử thế. Ngoại hình thì có 1m58 ấy. Điều gì anh không thích ở người bạn gái? Điều mình không thích ở người bạn gái là không chung tuổi, sống kiểu như là không có chia sẻ. Hình này anh chụp bao lâu rồi? 5 năm. 5 năm nó nhìn cho cỡ chừng chục năm rồi trời. Rồi tìm đi, ảnh ở chổng á, tôi nhìn không biết ai hết trơn á. Hình nhỏ không à. Rồi, dễ nè. Có cô gái đang ngồi đối diện ở bên cạnh tấm hình này. Anh hãy cảm nhận thử xem. Cái nhìn đầu tiên mình nhìn coi, mình thấy là ai là cái người đang ngồi bên kia. Anh cao khoảng 1m mấy vậy anh? Anh trước cao 1m62. Dạ, cảm ơn anh. 1m62. Đâu, anh nào? Anh thích. Trời, hay dữ vậy ta. Bên này được chưa anh? Bên này quá trời dễ tìm, hình rõ quá trời rồi. Ai đâu? Bên này. Tại sao anh chọn cô đó? Chứ mình cái hình này chứ có cô này, hình này. À, đâu? Chỉ có trong 2 người này thôi. Cô màu xanh đó đúng không? Rồi, xin mời hai bạn hãy nhìn qua cái cửa trái tim này. Các tôi sẽ mở cửa trái tim ra và mọi người sẽ xem cái sự nhận xét của mọi người ngày hôm nay là đúng hay sai nhé. Cái sự cảm nhận của mình đúng hay sai nha. Xin mời anh chị. Em hỏi ảnh thử coi tấm hình đó phải ảnh không vậy? Cái người đó phải ảnh không, đúng không? Anh cho em hỏi tấm hình này, cái này có phải anh không ạ? Rồi, đúng không ạ? Trời ơi, sao em chọn hay vậy trời. Rồi cổ là cái tấm nào bên đây anh nhìn đi, đúng không anh? Đúng. Thôi bây giờ hai anh chị trò chuyện với nhau nha, rồi mời hai anh chị thưởng thức một bữa ăn trưa tại chương trình. Rồi tặng hoa đi anh. Anh đến chương trình ấy có món quà để tặng em. Em cảm ơn anh. Em có một món quà muốn tặng anh ạ. Quà gì vậy em gái? Dạ là em làm thợ may thế, em may áo sơ mi em tặng anh. Ồ, vậy bây giờ em có thể mặc giùm ảnh không? Để thử coi anh có vừa không. Mở ra xem đi anh. Cổ may đó. Rồi lấy ra đi, mặc đi anh. Phụ ảnh đi em, phụ ảnh đi em. Coi may đúng size không nha. Anh mặc thử. À nút bóp hả? Hàng chị mở nhanh ha. Nút bóp khỏe ha. Chiều dài là thấy vừa rồi đó. Lịch sự đẹp trai rồi đó. Fashion rồi đó, trẻ hơn mấy tuổi luôn rồi đó. Rồi bà chủ nhìn, bà thợ mai nhìn coi vừa không em? Có cần chỉnh sửa gì không? Thấy vừa y rồi đó. Ghê quá ha, không có nhìn thấy nhau mà đo mặc đồ rồi đo vô vừa y chang luôn ha. Rồi như vậy là phần tặng quà đã xong. Bây giờ Cát Tường sẽ mời hai anh chị thưởng thức một món ăn ngon của nhà hàng LA Garden Restaurant. Và chúng ta vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau nha. Mạnh dạn lên, hai anh chị nhút nhát quá. Rồi, xin mời hai anh chị sẽ thưởng thức một buổi ăn trưa rất ngon miệng tại nhà hàng nha. Đây là món cơm chiên lá cẩm hải sản nè, vẹm xanh, sốt trứng muối đút lò, gân cá ngừ và súp đuôi bò hầm thảo mộc. Vừa ăn mình vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa Cát Tường sẽ quay lại. Rồi, xin mời anh chị. Tân Bình. Dạ, em mới Sài Gòn. Anh sống ở đâu ạ? Anh ở Tân Bình. Tân Bình hả? Em ở bên Tân Phú, gần với Tân Hương. Anh ở bên đó, anh sống với ai ạ? Trước anh ở mấy anh chị, chứ sau này anh chị về Gò Vấp thì mình ở đấy, mình làm ở đây tòa nhà luôn. Dạ. Bình thường anh có hay đi đâu chơi, đi du lịch gì không ạ? Không, du lịch thì anh cũng thỉnh thoảng đi, từ đi công ty tổ chức mà kiểu lâu lâu với anh em mới tổ chức đi với nhau. Là cái công việc của anh là làm về bên cái gì hả anh? In lịch sách báo tạp chí. Anh thì thường nếu mà có công việc thì ấy đi chơi thăm người nhà người thân. Dạ, anh có biết uống bia vậy? Dạ, anh có biết uống bia vậy? Anh thì nói chung cái gì cũng biết thì mình biết điểm dừng. Em học ấy về may lâu chưa? Dạ em làm từ lúc vô đây là em học may rồi em làm may. Dạ. Cuối tuần. Anh khi nào mà công ty mà việc nhiều mà gấp thì mới làm chủ nhật, còn bình thường không làm chủ nhật. Chắc em nghi em đi chắc hai người không ai nói hai tiếng nào quá à. Nãy giờ có nói chuyện gì được không? Dạ có nói chị. Thế bây giờ anh chưa lập gia đình lần nào thì quan điểm anh trong cái hôn nhân là như thế nào? Trung thủy thật thà. Dạ. Biết rồi đối nhân xử thế này được. Rồi cái chuyện này mới quan trọng nè. Bây giờ anh chưa có lập gia đình lần nào. Đó. Rồi bây giờ cái chuyện sinh lý anh có ok không? Thì nói chung ấy, nhìn người em thấy anh biết. Nhìn anh là em thấy không được gì đâu đó. Cho nên em phải hỏi để anh tự nói. Thì rất bình thường mà thôi. Vẫn bình thường mà thôi. Sao anh rụt rè quá vậy? Thanh niên anh phải mạnh mẽ lên chứ. Anh phải anh đeo đuổi phụ nữ mà, anh phải mạnh mẽ lên, anh phải người ta mới tự tin, người ta giao cuộc đời người ta cho mình. Đàn ông phải có cái sự chủ động chứ. Chứ chị đã rụt rè quá trời mà anh còn im luôn nữa rồi làm sao? Theo như anh nghĩ sau này khi mà kết hôn thì trong gia đình ai sẽ là người quản lý tài chính? Nói chung làm ra thì ấy hai vợ chồng thì ấy gom về một mối chứ không có kiểu như là cái quỹ đen. Dạ. Hiện tại trong này là nhà anh ở là nhà mình thuê hay nhà mình ở mua rồi? Nhà anh mua lâu rồi. Mua lâu rồi. Hai anh chị hơi rụt rè. Bây giờ Tường cho anh chị chơi một cái trò chơi nhỏ nhỏ ha. Anh chị mình bóc những lá thăm rồi mình đọc lớn lên. Mình có cái sự tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Anh đọc lớn lên đi anh ạ. Hãy nói 3 điểm chung của bạn và người đối diện. Nãy giờ trao đổi được nhiều không? Lúc Tường đi ra ngoài đó, Tường đâu có nghe đâu. Không biết có hai bạn có điểm chung gì trong cuộc sống, trong công việc, trong suy nghĩ, trong tính cách, mọi thứ. Nói chung là điểm chung là kiểu như vẫn mới gặp đầu thì vẫn kiểu như là ít chia sẻ hơn. Ít chia sẻ thì nó cũng là nhút nhát đó. Còn gì nữa không nè? Còn về sau thì từ lúc đó sẽ trước mắt là chị thấy có sự là nhút nhát là giống nhau thôi phải không? Mà đã không có gì chung phải không? Rồi tới mời chị. Dạ. Theo bạn làm sao để hôn thật lãng mạn? Hãy chia sẻ bí quyết. Theo như anh là hôn như thế nào để lãng mạn, anh hãy chia sẻ bí quyết. Cũng 2-3 mối tình rồi, có kinh nghiệm rồi, anh chia sẻ thử xem. Nụ hôn như thế nào nó năng mạng, nụ hôn như thế nào nó năng mạng. Tại vì lâu thì không nhớ. Lâu rồi cũng không nhớ nữa, bao lâu anh không hôn? 5-7 năm. 5-7 năm. Thế anh có nhớ nụ hôn đầu tiên của anh không? Nụ hôn đầu đời của anh, năm nào anh nhớ không? Lúc anh bao nhiêu tuổi anh nhớ không? Nó còn nhỏ thì giờ lâu quá. Phải nhớ chứ, cái mối tình đầu, cái nụ hôn đầu mà có tình yêu mình phải nhớ chứ anh. Hơi dậu rồi. Bây giờ không biết anh nghĩ anh yêu lại, anh hôn lại, anh có còn đạo đức như ngày xưa nữa không? Nếu như mà cảm thấy phù hợp thì anh nghĩ là mình tìm hiểu bao nhiêu lâu thì sẽ tiến tới hôn nhân được? Anh thua là 2 người. Ý anh là như thế nào? Mình đàn ông mình phải có cái ý kiến của mình trước. Thì 3 đến 6 tháng. Từ 3 đến 6 tháng. Có thấy nhanh quá không? Anh đã chuẩn bị mọi thứ để cho cái đám cưới chưa? Không, nói chung ngày xưa thì chưa chuẩn bị được, nhưng bây giờ thì chắc là chuẩn bị được. Thế khi còn em? Em nghĩ là bao nhiêu lâu thì trong một mối quan hệ mình tìm hiểu bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân? Em thì quan trọng là 2 người, nếu mà 2 người hợp nhau thì chịu khoảng cũng 3 đến 6 tháng là cũng 3 đến 6 tháng. Ồ, vậy là 2 người đó, 2 người có điểm chung nữa thấy không? Dạ. 3 đến 6 tháng thì Tường thấy là cũng là hơi nhanh đó. Bây giờ Tường vẫn đang rất là lo lắng nè, người ta lập gia đình là người ta cần một người đàn ông mạnh khỏe. Thế nãy giờ em hỏi gì anh cũng không trả lời hết, bây giờ em hỏi anh một câu nữa là anh có khỏe không? Ừ, khỏe mới đi làm được. Khỏe mới đi làm được, bây giờ anh hít đất nổi không? Dạ, anh hít đất 10 cái cho Cát Tường được không? Để chứng minh là anh khỏe, người ta mới dám, đúng không em? Đúng rồi em thích người mà đàn ông phải mạnh mẽ, chịu có chủ động, mạnh khỏe. Mời anh, chứ anh không nói anh phải bù chứ, người ta nói cần cù bù siêng năng. Rồi, khỏe không? 1 thì đếm đi em. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Được rồi anh. Khỏe, có điều ảnh nhút nhát quá thôi. Yeah. Đó, thôi Tường làm vậy để cho anh nóng lên nè, để anh chốt lại câu cuối nè. Thôi bây giờ nha, Tường sẽ cho 2 anh chị một cơ hội nữa thôi. Dạ em mời anh. Rồi, chương trình cho mình gặp nhau, anh muốn em làm bạn của anh. Dạ, có thể làm bạn là thử tìm hiểu nhau xem sao. Bây giờ vậy 2 người đứng lên đi. Mình hãy nắm tay nhau qua cái trữa trái tim này, để xem có điện gì chảy qua giữa 2 người hay không. Tự 2 người cảm nhận, nhìn nhau và nắm tay nhau qua cửa trái tim này. Mời 2 anh chị. Nhìn nhau nhá, mình cảm nhận nha. Rồi, cảm ơn anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ đặt tay vào nút bấm. Tường đã cho anh chị rất là nhiều cơ hội ha, nói chuyện, ăn uống, có sự va chạm, tiếp xúc để chúng ta có thể cảm nhận được. Bây giờ đặt tay vào nút bấm này. Nếu sau 3 tiếng đếm của Cát Tường, anh chị cảm nhận rằng đối phương có thể là một nửa mình đang tìm kiếm, thì anh chị nhấn nút thật mạnh. Nếu như anh chị cảm thấy không phù hợp với mình thì mình không nhấn nút nha. Hãy làm theo cái cảm nhận của trái tim mình. Rồi, nhắm mắt lại nhé. Sau 3 tiếng đếm hãy đưa ra quyết định của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Dạ em thích người đàn ông có cái sự mà chủ động một chút xíu. Anh ấy hơi rụt rè. Em thì em thật sự là em cũng không rụt rè bên ngoài, em cũng không rụt rè nhiều, tại vì lên đây thì em bị rung á, nên em không nói được. Anh một người đàn ông cũng rất là tốt, cũng có những cái trải nghiệm, có công việc ổn định, có nhà cửa ổn định, một cái điều kiện cũng là khá tốt. Phụ nữ người ta sẽ cảm thấy rất là lo lắng khi mà, tại vì không biết anh nghĩ cái gì. Dù anh thích, giống như tới hồi bấm nè, anh bấm rất là ok, biết anh thích, nhưng mà anh không nói, người ta lại không hiểu anh muốn cái gì, nên người ta cũng rất là e ngại. Đó, đâm ra là cô ấy không bấm, anh có buồn không? Không, nói chung ấy anh thua là bạn gái, bạn thích người như thế nào. Dạ, còn dạ. Đây mình thì lần đầu tiên tiếp xúc là mình cũng ít ấy, mình thường mình trầm tính, cho nên lần đầu tiên mình tiếp xúc thì mình cũng không cởi mở nhiều. Nhưng mà đôi lúc trong cuộc sống này nó vội vã lắm, cơ hội nó không chờ mình, nhiều khi đâu có cái tiếp xúc lần nữa thì đâu có cái thời gian nhiều như vậy để chúng ta thể hiện đâu. Cho nên ngay từ đầu tiên đôi lúc mình cũng phải nắm bắt cái cơ hội, mình cũng thể hiện bản thân mình một chút xíu. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn hai anh chị đã tham gia với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và Tường cũng xin thay mặt chương trình chúc cho anh chị là có thể sẽ nhanh thôi, sẽ tìm thấy cái nhân duyên của mình. Tình yêu nó sẽ đến với anh chị một cách rất là bất ngờ trong cuộc sống ha.